Có phải cậu bắt nhà báo Thái Trung giam ở nhà Yến, phải không? À, mấy đứa nhỏ nó làm đó. Tại sao vậy hả? Tôi đã dặn cậu biết bao nhiêu lần rồi, kêu cậu đừng có gây chuyện nữa. Tại sao lúc nào cũng gây chuyện vậy hả? Ủa, anh có mang cho em tập viết với cây bút không anh? Có. Dạ anh cho em nha. Anh Trung. Nè, cậu đừng có mà linh tinh nha. Cậu mà làm gì là tôi mét ông hai đó. Mét đi, tôi sợ quá nè. Mét đi. Giờ sao? Phương Ý, em có làm sao không? Em đói bụng chưa? Ở trong tủ lạnh á có gà và bò, bánh mì với cà phê. Em đang thèm món gì anh nấu cho em ăn. Anh tự nấu được hả? Ừ, lúc nào anh cũng tự nấu ăn mà. Và anh có một cái đam mê là thích nấu ăn với người phụ nữ của mình. Phụ nữ của mình? Ừ. Thì trong nhà này chỉ có mình em và anh thôi mà, còn ai khác nữa hả?